Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tỉnh, đến ngày 6 tháng 4, trên địa bàn tỉnh Nam Định chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong ngày 6 tháng 4, các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh không tiếp nhận thêm trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19. Như vậy, đến ngày 6 tháng 4, tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, có 62 trường hợp đang thực hiện cách ly, gồm 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế thành phố Nam Định, 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Vụ Bản, 1 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nam Trực, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Trường, 3 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Mỹ Lộc, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Giao Thủy, 4 trường hợp tại Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Hưng, 22 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hải Hậu, 11 trường hợp tại Bệnh xá Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đến ngày 6 tháng 4, đã có tất cả 110 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly tại các cơ sở khám chữa bệnh, còn 1 trường hợp đã lấy mẫu bệnh phẩm lần 1 đang chờ kết quả, 3 mẫu bệnh phẩm được lấy mẫu lần 2 đang chờ kết quả. Các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm trước đó đều âm tính. Tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, trong ngày 6 tháng 4 có 24 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly. Hiện cơ sở đang thực hiện cách ly 13 trường hợp, còn 17 mẫu bệnh phẩm đang chờ kết quả. Các trường hợp đã có kết quả xét nghiệm trước đó đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra đối với 37 cán bộ làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và 37 trên 37 mẫu đều âm tính với virus SARS-CoV-2. Toàn tỉnh hiện có gần 1.300 trường hợp đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Trên 3.900 trường hợp đã qua 14 ngày cách ly. Hiện tại các trường hợp đang thực hiện cách ly không có biểu hiện sốt, ho, khó thở, viêm phổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay 6 tháng 4, cả nước không có ca bệnh COVID-19 nào mới. Đã có hơn 90 ca bệnh được chữa khỏi và ra viện. Sau chuỗi ngày số người mắc dồn dập tăng từ vụ bệnh viện Bạch Mai, thì đây là kết quả bước đầu của việc toàn dân thực hiện tốt việc giãn cách xã hội 5 ngày qua. Vì thế, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 khuyến cáo người dân cần thay đổi những thói quen trong mùa dịch. 1. Trước gặp nhau, tay bắt mặt mừng, nay gặp nhau không vồ vập, không bắt tay. 2. Trước hay vô thức đưa tay lên mặt, nay không đưa tay lên mắt, mũi, miệng. 3. Trước về tới nhà là xà vào người thân, nay cần thay quần áo tắm rửa. 4. Trước ăn xong đánh răng là đủ, nay thêm súc họng bằng nước muối hoặc dung dịch sát khuẩn. 5. Trước hay giao lưu gặp gỡ, nay không mời khách tới nhà và cũng không tới nhà người khác. 6. Trước ốm đau đến ngay bệnh viện, nay gọi điện thoại trước cho nhân viên y tế để được tư vấn.